cái thùng cooler đựng vòi voi của Thùy Dương này cả nhà. Đó, Thùy Dương đựng trong cái cooler, trong cái thùng đựng đá đó. Thùy Dương có cái máy xịt xịt nước của hồ cá đó, Thùy Dương bỏ vô đây nè để cho nó lên không khí, nó có không khí để nó thở, để mấy con này nó sống đó cả nhà. Nó thấy đá không nè, đó, bây giờ thấy nó bự không, nó to hơn cái thùng cooler của Thùy Dương luôn nè, to hơn thùng đá của Thùy Dương luôn, nó có nước á. Thùy Dương múc nước biển lên, Thùy Dương ngâm, cho nên đó là mấy con này nó không có chết được, nó còn sống luôn đó cả nhà. Nó nằm nó sống, nó thò cái vòi ra dài vậy luôn á, khi mà nó còn sống là cái vòi nó thò dài vậy á, còn không là nó ruột rồi. Thấy nó to đá không cả nhà? Ôi trời, nó mập quá chừng chừng mập luôn nè, nó thò cái vòi ra bự ơi bự luôn, dài ơi dài luôn. Thấy đá không? Xịt nước này. Nghịch nước nó xịt ra. Giờ nguyên một cái nồi nước sôi như vậy, Dương sẽ bỏ cái mình vô trước, bỏ cho cái bên dưới cái mình á, cho nó vô. Khi mà bỏ nước sôi nó nóng quá, nó xịt nước ra trong người nó ra. Wow. Con này trong người nó giữ nước nhiều lắm, trong cái bụng của nó đó. Sôi lên ra. Để cái nước sôi như vậy á, là mình để cho cái vỏ của nó đó, cho nó dễ tróc ra cả nhà. Qua bên này. Nước xịt ra. Mình qua lên lại vậy cho nó dễ chấp cái vỏ. Tại vì cái vỏ nó nằm ở bên dưới này nè. Đó, cái vỏ nằm ngay đây nè. Nó nguyên một cái thịt của nó đó, nó dính trong cái shell này nè. Mình muốn làm như vậy là để cho cái thịt nó bóc ra khỏi cái vỏ của nó đó cho nó dễ. Cái vòi này á, mình đừng có trụng xuống trước. Cái vòi này á, mình mà làm cho nó chín quá đó là ăn nó dai lắm. Cái mình này á thì nó không có dai, dù nó chín đi nữa nó cũng không có bị dai. Cái vòi của nó xuống chút xíu rồi thì Dương lấy ra. Chụp xuống dặn rồi thì Dương lấy ra liền. Ở đây ngâm nước lạnh, ngâm nước lạnh cho nó đừng có chín nữa cả nhà. Cái này là cái da của nó nè, nó bóc từ đằng sau nè, mình có thể bóc đó, mình có thể lột da luôn nè. Lột da vậy đó cả nhà. Chú trời. Đó, bây giờ da nó bóc ra rồi nè cả nhà. Rồi, sạch sẽ. Nhiều người á, ta để nguyên con vậy nè, đưa lên YouTube ngồi ăn. Đó, chỉ cần bóc cái da ra thôi là đã được nguyên con rồi. Nhưng mà Thùy Dương á là không có muốn để cái vỏ của nó, cho nên là Thùy Dương sẽ lấy cái vỏ ra luôn cả nhà. Thùy Dương không có để nguyên vậy Thùy Dương ăn. Thùy Dương phải làm sạch sẽ Thùy Dương mới ăn cả nhà ơi. Thùy Dương sẽ cạo cho nó cái chân của nó đó, nó dính vô cái vỏ này cho nó ra. Cái này thì Dương nhúng chưa được kỹ, nếu mà nhúng kỹ á, thì nó sẽ tự động nó chóc ra thôi à. Nhưng mà thì Dương không có muốn nhúng kỹ quá, nhúng kỹ quá nó hết cái chất ngọt của nó rồi, nó ra hết cái chất ngọt rồi. Đó, nguyên cái vỏ của nó nè. Cái vỏ này á thì Dương cũng có thể để trưng nè cả nhà. Đó, thì Dương để vậy nè, thì Dương trưng.
Nhìn đẹp không cả nhà? Đó, đẹp không? Làm cho cái do ớt á, chứ ở ngoài vườn á cũng đẹp lắm á. Bây giờ thì Dương rửa sơ sơ đi, tại bên ngoài này á nhiều khi nó vẫn còn dính cát đó cả nhà. Dương rửa đi. Nè, thấy con nó bự không cả nhà? Quá chừng chừng bự luôn. Nó đã không nè cả nhà? Bự ơi bự. Thì Dương sẽ đưa ra rửa một cái chậu nước khác nữa cho nó sạch. Cái bụng thì là món gì ngon em? Cái bụng này mình có thể nấu cháo, hoặc là mình có thể cắt nhỏ nhỏ ra, mình xào sa tế, hoặc là xào xả ớt, mình xúc với bánh tráng đó, cũng ngon lắm, làm giống như là hến xúc bánh tráng đó cả nhà, ngon lắm nha cả nhà. Xào sa tế lên xong rồi, hoặc là xào xả ớt lên, rồi mình xúc bánh tráng đó, rất là ngon. Ăn nó cũng gần giống như là hến xào xả ớt vậy đó. Đây. Chụp cái vòi xuống vậy, lấy ra liền. Đây. Mình chụp vô cái nước đá lạnh, là mình không có muốn cho cái thịt của cái con vòi voi này á nó bị chín, cho nên là mình ngưng liền, mình không có để cho nó chín, mình phải chụp vô như vậy á. Con này là người da màu nha cả nhà. Cái này á, cái người nó trắng hay không á là tùy ở cái nơi nó ở nữa cả nhà. Ví dụ như nó ở cái đất cát á thì cái nó không có buồn á thì cái da của nó trắng hơn. Còn mà nó ở cái đất buồn á thì cái da của nó sẽ màu đen. Cho nên cả nhà thấy hỏi tại sao có con thì nó màu trắng mà có con thì nó màu nâu, hoặc có con nó màu đen hoặc màu vàng, là cái do là cái đất mà nó ở thì nó có những cái màu khác nhau cả nhà. Rồi, nhưng bây giờ sẽ thay cái nước này đi lấy cái nước khác và làm tiếp tục những cái con khác nữa nha cả nhà. Bây giờ thì Dương làm hai con cho cả nhà thấy là thì Dương trụng nước sôi như thế nào thôi. Rồi sau đó thì Dương làm hết những cái con còn lại á, rồi thì Dương sẽ trở lại và làm cái khâu tiếp tục nha cả nhà. Bây giờ thì Dương có 5 con gui đất làm sạch sẽ, rửa sạch sẽ hết rồi nè cả nhà. Bây giờ thì Dương sẽ moi ruột ra nè cả nhà. Bây giờ á thì Dương sẽ cắt cái ruột ra nha. Đây nè, đây là cái bụng của nó nè. Đó, đây là cái bao tử này. Đó thì Dương sẽ cắt bỏ cái bao tử này đi. Thì Dương sẽ không có ăn cái bao tử này. Bỏ. Đó, nguyên cái bụng của nó này, bao tử của nó đó. Đó thì Dương bỏ cái này đi nè. Trong này á còn là phân với lại đồ ăn của nó không à. Cho nên á thì Dương không có ăn cái này, thì Dương bỏ hết luôn. Có người á người ta cắt cái dọc cái này ra, xong người ta cạo hết những cái phân của nó ở trong này nè, rồi người ta ăn cái da bên ngoài này nè. Nhưng mà thì Dương thì không có thích ăn như vậy, cho nên là thì Dương bỏ, thì Dương không có ăn. Đó bây giờ á thì Dương đã được một cái con vòi voi mà đã lột bao tử đi rồi nè. Và thì Dương sẽ đưa đi, thì Dương bỏ qua một bên làm tiếp những con còn lại nha cả nhà. Thì Dương cứ moi cái bao tử ra, thì Dương bỏ đi, không có ăn cái bao tử này. Tại trong cái bao tử này á ngoài ra không còn cái gì hết á, thì Dương bỏ này luôn đó, không còn gì hết á, cho nên là thì Dương bỏ hết cái bao tử. Nếu mà cả nhà muốn ăn cái bao tử đó cũng được, nhưng mà phải moi cái phân của nó đây bỏ đi, đừng có ăn cái phân, tại cái phân của nó rất là độc luôn nha cả nhà. Cái phân nó đó toàn là chất độc trong đó không á, tại vì nó ăn rong rêu, rồi những cái chất bùn rồi dưới đáy biển, nó nằm dưới đáy biển thì đương nhiên là nó ăn những cái chất mà nó không có sạch rồi, cho nên là mình bỏ hết, mình không có ăn mấy cái đó. Những cái đó là nếu mình ăn vô nhiều khi sẽ bị trúng độc á, cho nên là không nên ăn. Đó, đã không nè, sạch sẽ nè. Bây giờ thì Dương sẽ đưa đi rửa nè. Bây giờ thì Dương đã có nguyên một thau bự luôn. Dương bỏ cái thau lớn nó làm nó dưới, sẽ bỏ nước vô.
bây giờ thì Dương sẽ bắt đầu cắt cái vòi nè cả nhà. Bây giờ thì Dương rửa đi, trong này nhiều khi nó còn cát hay là răng rêu á, nó còn dính trong cái bụng rồi nè, rửa nó đi nè. Đó, xong rồi thì Dương sẽ cắt cái khúc bụng này ra, cắt từ cái khúc này nè, đây này, từ cái khúc này nè thì Dương để nó cắt đi. Tại vì cái khúc này là cái khúc mà cái vòi của nó, nếu mà mình nấu chín quá thì nó sẽ rất là dai, cho nên là thì Dương sẽ cắt nó đi. Và cái này mình rửa sạch sẽ rồi mình sẽ bỏ qua một bên, đó là cái bụng của nó đó. Thì Dương sẽ tiếp tục làm hết những cái này nha cả nhà. Bây giờ cái vòi này thì Dương nó có hai lỗ nha cả nhà, đây một lỗ này, đây thì Dương chỉ cho cả nhà xem, đây một lỗ này, đây một lỗ nữa này. Đó, khi mà cái mấy cái con vòi voi hoặc là mấy cái con sò luôn luôn nó có hai lỗ, thì Dương sọc vô một lỗ đầu tiên thì Dương cắt rồi một xong một lỗ thứ hai thì Dương sọc vô thì Dương cắt rồi xong thì Dương bật ra này. Đó, cái thịt nó ngon không cả nhà, đó cái thịt đã không, rồi thì Dương rửa nha, rửa cho nó sạch sẽ nha. Rồi cái đầu này này thì Dương cũng cắt bỏ luôn, thì Dương không có ăn cái này. Cái đầu này á thì Dương cũng có thể để dành để đi câu cá bơn á. Đó, cái này nè thì Dương có thể để dành để câu cá bơn. Rồi bây giờ thì Dương chỉ rửa cái này cho sạch thôi, rồi thì Dương làm tiếp cái khác nha cả nhà. Rồi cái này á cho cả nhà thấy hai cái lỗ rõ ràng không, đó mình học vô mình cắt. Rồi, học vô lỗ thứ hai, rồi cắt cái đầu này đi. Đó, đặt ra mình rửa. Rửa tại trong này á, nó còn cát, nhiều khi nó còn cát nè, rồi còn những cái rong rêu á, nó ăn á, nó còn dính trong này nè, cho nên là mình bỏ ra mình rửa cho nó sạch như vậy. Rồi bây giờ thì Dương sẽ đổ cái nước này và đi rửa thêm nhiều nước khác nữa nha cả nhà. Nước này á, thì Dương đi tưới cây nè, tưới rau rất là tốt luôn đó cả nhà. Rồi bây giờ thì Dương sẽ rửa cái bụng riêng, tại vì cái bụng này á mình sẽ để mình dành mình nấu cháo, mình xào sa tế, mình xào sả ớt để xúc bánh tráng, hoặc là mình nấu nấu cháo, nấu clam chowder. Còn cái vòi này á thì Dương sẽ để riêng ra, nếu mà ăn liền á thì mình làm liền mình ăn, mình ăn sashimi nè. Rồi mình ăn, có người thì ăn sống, nhưng mà Thùy Dương không có ăn sống được, Thùy Dương phải trụng cho nó chín chín tái tái sơ sơ đi rồi Thùy Dương mới ăn được. Nhưng mà ăn sống được thì nó ngon hơn, nó ngọt hơn. Còn đây là cái bụng của nó này, đó cái bụng của nó này. Thùy Dương không có ăn, nhưng mà Thùy Dương không có ăn, nhưng mà bây giờ Thùy Dương những người nào mà muốn ăn thì Dương sẽ chia sẻ cái cách mà cả nhà làm nha. Đó, cắt ra thì trong này toàn là phân không à. Đó, tại sao thì Dương không ăn là như vậy đó cả nhà. Trong này rất là nhiều phân. Nếu như mà ai muốn ăn á thì cũng có thể cạo cái phân này đi nè, cạo cho nó sạch sẽ đi nè. Nó cạo bỏ đi, bỏ cái phân trong này đi nè, cạo đi xong rồi rửa sạch sẽ đi á là ăn được thôi à. Nó cái phân này cái chất dơ á, ăn vô độc lắm. Thì Dương bỏ hết thì Dương không có ăn. Đây là cái cách mình làm cái bao tử của nó đó cả nhà. Ai mà muốn ăn nó thì làm theo cái cách này nè, ăn cho nó sạch sẽ nè. Tại vì Dương nhiều quá rồi cho nên thì Dương không có làm cái này ăn đấy, cho nên là thì Dương bỏ luôn. Bây giờ đã sạch rồi nè, còn là một ít. Tối quá rồi, không nhìn thấy gì nữa rồi. Thì Dương đang làm buổi đêm đó cả nhà, cho nên là bây giờ nó tối quá rồi, không biết cả nhà có nhìn thấy không. Đây cái này thì Dương cũng bỏ luôn nè, thì Dương không có ăn cái này luôn. Thì Dương cắt hết cái vây á, cái nó không biết nó gọi là cái gì, nhưng mà nó màu đen đen này thì Dương cũng bỏ luôn. Nếu mà thì Dương muốn ăn á thì Dương cắt hết mấy cái màu nâu nâu này thì Dương bỏ luôn nè. Đó, rửa đi nha. Còn đây còn nhiều lắm nè, nhưng mà thôi thì Dương tối rồi thì Dương không có làm nữa. Bây giờ thì Dương đưa ra chôn vô mấy cái gốc cây á cả nhà, thấy bụng nó to không, nó to như vậy á. Mà giờ tối rồi không thấy đường làm là một, cho nên là thôi bỏ gốc cây chôn á, tốt lắm nha cả nhà. Bỏ gốc cây mà mình trồng cái cây đồ á làm trái nó ngọt. Đây, gốc cây chôn nha cả nhà. Đây, đây là đào chôn.
giường cái nè. Không, bỏ góc hồng thôi. Em cái mông quan bỏ góc hồng rồi á. Yeah. Bỏ nhiều ít. Mông quan chôn chỗ này nè. Giờ chôn thêm đi. Ngay chôn chỗ này hả? Đó, chôn sát góc, góc chứ. Tôi thường cũng mấy cái bông của anh đó. Mấy cái bông hả? Chỗ này trong này nhiều bông lắm đó chàng em. Chỗ này trồng quá thì bông luôn á. Giờ thì dương đổ hết xuống đây luôn nha cả nhà. Đó. Thấy không, thấy mấy cái bao tử không? Mấy bao tử mấy con dầm dầm nó ra. Cho nó mau mục. Dầm dầm nó mau mục lắm. Lắp đất ạ. Đây là những bãi sa mạc của bò sò. Ăn bao nhiêu vỏ sò là đưa nó hết lên trên này. Tại vì cái vỏ sò này á, khi mà nó mục ra nó rất là tốt nha cả nhà. Bây giờ thì Dương chôn xong rồi á, thì Dương sẽ đập cho nó cắt cái đất lại để cho nó khỏi có cái mùi hôi. Tại vì có những cái mùi hôi á, là mấy cái con chuột hay là con trồn á, nó tới đây nó moi lên nó ăn đó cả nhà. Nên là mình chôn nó cắt như vậy á, nó đỡ lắm. Bông là thì Dương trồng cây hồng nè, rồi những cái cây bông hoa, rồi cây phong nhật, rồi thì Dương dục những cái vỏ sò, vỏ hào, vỏ ốc vòi voi. Anh nó là đưa về thì Dương dục ở đó đó cả nhà. Đây là cái vỏ ốc vòi voi nè, thì Dương để lại nó còn nguyên á, thì Dương lấy ra thì Dương để làm giống như là decorate, trang trí cho cái khung vườn của Thùy Dương á, cho nó có một cái gì đó gọi là nhìn nó hay hay đó cả nhà. Thấy cái ốc vòi voi cái vỏ nó to như vậy cả nhà, cái đẹp không đó. Đây là cái thành quả mà Thùy Dương đã làm ốc vòi voi xong rồi nè cả nhà. Thùy Dương để bụng riêng nè, rồi vòi riêng nè đó. Thùy Dương ăn mỗi lần ăn bao nhiêu thì Thùy Dương để vô bấy nhiêu. Ví dụ như Thùy Dương ăn một lần hai cái thì Thùy Dương để vô hai cái trong một cái bịch, mà vòi lớn thì ăn một cái thì Thùy Dương để cho một cái vô một cái bịch đó. Thùy Dương cứ để riêng như vậy rồi để vô trong tủ đá, rồi Thùy Dương sẽ để vô cái ngày nè. Ví dụ như cái này là cái bụng của con vòi voi nè, Thùy Dương sẽ để là bụng vòi voi rồi ngày tháng vô nè. Rồi cái này á là cái vòi của nó thôi nè, Thùy Dương chỉ để là vòi voi thôi nè đó, cái vòi thôi là Thùy Dương để trong một cái bịch riêng đó. Ốc vòi voi nè, ngày tháng nè, rồi cái này là cái bụng nè, Thùy Dương để bụng nè. Rồi cái này là cái vòi nè, Thùy Dương sẽ để vòi nè đó. Thùy Dương để rõ ràng ra như vậy, khi mà để tủ đá đó thì mình dễ nhận biết hơn. Nhiều khi á, khi nó đóng đá rồi á, mình không biết cái này ở trong này nó là cái gì, cho nên cũng khó để mà lấy ăn lắm. Hơn nữa mình phải biết ngày tháng, cho nên nó là mình làm như vậy á, rất là dễ. Đó là cái cách làm sạch vòi voi của Thùy Dương á, ốc vòi voi đó cả nhà. Nếu mà cả nhà có thích cái video của Thùy Dương á thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ Thùy Dương nha cả nhà, và cho Thùy Dương một cái like, một cái chia sẻ luôn nha cả nhà. Rồi Thùy Dương cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem cái video của Thùy Dương. Chúc cả nhà một buổi tối an lành và ngủ an giấc nha cả nhà. Bye bye.